đuổi quá chứ còn không, tầm này là quán của cô là đông nghịt luôn à, bàn ghế nhiều lắm, nó đuổi hết bán hiện tại khổ thật luôn á. Em bán lâu chưa? Bán hôm nay, bán lúc hôm nay là xong, là nó cắm cắm chợ khi nào nó mới cho bán lại. Nhưng hôm nãy giờ mà để bán hôm nay là quầy của phải đóng nghịt luôn, không có bán được luôn á. Vâng, xin chào các bác, em đang có mặt tại chợ An Lư, huyện Thủy Nguyên. Đây là một trong những chợ đầu mối mà lớn nhất của huyện Thủy Nguyên. Hôm nay em và bà xã em qua đây để mua ít đồ ăn vặt thì em về. Cái này. Bây giờ thì bà xã em sẽ chọn một ít đồ ăn vặt để đem về. Tình hình dịch khá là phức tạp nên là chỉ có thể mua đồ để cầm về thôi. Đồ ăn ở đây thì khá là đa dạng. Ở đây là không gian đồ ăn vặt, tất cả là đồng giá là 10k một xiên. Thích nhặt cái nào thì nhặt và thích lấy cái nào thì lấy. Gian hàng này thì khá là dễ tìm. Các bác có thể đi vào cổng chính, các bác có thể nhìn thấy các gian hàng ăn vặt sát sát nhau. Ngon nhất nhỉ? Nói chung là ngon nhất, ngon gì mình ăn theo cái cảm nhận của mình và những cái
món đó mình ngon với ngoại thôi, chứ không phải là mình bỏ cái nào ấy. Còn hàng gì mà hàng đặc biệt của cô là hàng sầu riêng, nhưng mà sầu riêng mùa này chưa bán được. Mỗi thứ một cốc. Chào chị nhá.